Tôi nói không được đâu. Đây là chuyện rất khó để tin đó. Khó tin? Nè, đừng nói là dây mẩy là bị nữ thần rắn nhập vào người nữa rồi chứ. Thì đại loại là vậy đó anh ơi. Sukhana, ở đây là Bangkok đó. Nếu như nữ thần rắn thật sự có thật thì người cũng không tới tận đây đâu. Anh Sarak à, anh có quên điều gì hay không vậy? Đó là nữ thần rắn đó, chứ đâu phải là con người đâu. Dớ dẫn quá rồi. Ta hiểu nỗi khổ tâm của con. Con đừng sợ. Dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì, con vẫn còn ta. Con hãy ghi nhớ lời ta, đừng để người khác dính người. Hãy đến gặp ta. Nữ thần. Cô, là cô hãy nên chấp nhận sự thật này đi. Đừng mà. Đừng. Đừng mà. Dậy mày. Vào đây với ta. Kha Kha, Bu Chôn, bảo vệ dày mẩy. Good.
Bây giờ thì mình đi tìm dây mẩy ở đâu đi? Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà tôi nghĩ mình cứ đi thẳng tới nhà dây mẩy thử xem. Tôi nghĩ chắc là em ấy về nhà của mình rồi đó. Anh xả rắc à? Sao? Ở đằng kia. Con không phải sợ đâu. Đêm nay con ở lại đây, con sẽ được an toàn. Tôi không biết đây là chuyện khó hiểu gì, nhưng mà tới nước này rồi thì báo công an đi. Ơi, khoan đã anh xả rắc à. Nếu như báo án á, dù tôi có nói gì thì mọi người cũng không ai tin tôi đâu. Mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn đó. Nhưng dì mày đã hoàn toàn mất tích rồi. Tôi biết chứ. Anh cứ tin ở tôi đi. Ờ hay là vậy đi, anh xả rắc cứ về nhà trước đi ha. Nếu từ bây giờ cho tới sáng mai á không tìm thấy dì mày, tôi sẽ làm theo cách của anh được không? Tôi nhất định sẽ làm theo cách của anh chỉ dẫn được không hả? Tôi xin anh đó anh.
Em cảm ơn anh vì đã tặng món đồ này cho em nha. Tại anh biết em thích mà. Em cứ có cảm giác đây là món đồ của em từ trước vậy. Hay đây đúng là món đồ của em trong kiếp trước, như cô Anjani đã nói với em. Nói tới cô Anjani, anh bắt đầu thấy lo cho con trai của mình. Em thấy không, cô Anjani thể hiện rõ sự quan tâm tới con trai mình. Ánh mắt cô ta nhìn con trai mình rất giống khi nhìn người yêu mình vậy. Em có thấy lạ không? Bọn họ mới quen biết nhau, yêu nhau từ lúc nào được chứ? Nhưng mà trông cô ấy cũng rất tốt bụng mà. Cô ấy đích thân đem sợi dây này tới tận tay cho em đó. Sarah, dạ ba. Con đi đâu về vậy? Con có gì gấp cho nên không kịp báo với mẹ trước. Con lên phòng trước nha. Khoan đã. Cô Anjani là ai? Tới từ đâu? Sao ba chưa từng nghe tên cô ấy trong giới xã hội bao giờ? Dây mẩy là bị nữ thần rắn nhập vào người nữa rồi chứ? Thì đại loại là vậy đó anh ơi. Sukhada, ở đây là Bangkok đó. Nếu như nữ thần rắn thật sự có thật thì người cũng không tới tận đây đâu. Anh xả rắc à, anh có quên điều gì hay không vậy? Đó là nữ thần rắn đó chứ đâu phải là con người đâu. Nếu như bảo án thì tôi có nói gì thì họ cũng không tin tôi đâu. Nếu như từ bây giờ cho đến sáng sớm ngày mai nếu không tìm thấy dây mẩy thì tôi nhất định sẽ làm theo cách mà anh nói được không?
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với cô chứ? Dây này. Đúng lúc chị tới chuẩn bị đồ thì thấy em đang ngủ ở đây. Có chuyện gì xảy ra với em hả? Dạ không có chuyện gì đâu. Tại vì em có chút buồn cho nên tới đây cầu nguyện thôi. Chứ không có chuyện gì đâu chị. Anh biết chắc là em ở đây mà. Anh ngủ trên xe chờ em cả đêm đó. Anh cảm thấy vui lắm khi mà em quay lại gặp anh đó. Anh à, Tê Tê, con cầy vàng nam, cầy lõn, răng móc, đi thôi. Ok, cứ làm theo vậy đi. Xử lý mọi chuyện cho gọn gàng vào, đừng để có vấn đề, hiểu không? Thế nào rồi? Ổn thỏa thưa sếp. Tôi đã dặn dò bọn đàn em rồi. Khi nào giao hàng xong thì bọn nó phải giải tán đi trốn nơi khác. Tốt. Nè,
Đàn anh dặn là sau khi vận chuyển chuyến hàng này xong á, mình phải trốn thật xa nơi này để mình tránh bọn cảnh sát điều tra ra đó nghe chưa. Mình đi đâu đây anh? Ơi, chắc phải ra tới biên giới à. Xe tải tình nghi đang chạy thẳng tới điểm đi. Ê, nè, lùi, đi hướng kia. Đi hướng kia, nhanh lên. Nhanh lên. Đi hướng kia. Ê nè, đi hướng kia, đi. Trời ơi, mình được, mình chỉ bỏ dây đủ. Dân, tất cả bước xuống xe. Anh ơi, làm sao đây? Người chạy chiếc sau. Tất cả bước xuống xe ngay. Đừng bắn mà. Nhảy lên. Trung sĩ à, túi này chúng là lũ săn động vật hoang dã đó, đúng như những gì người của đại quý đã báo. Trung sĩ à, tôi giao lại cho anh, tuyệt đối không được để chiến trứ bị tổn thương gì. Vâng, đại quý. Đưa chúng về đồn thẩm vấn đi. Đứng lên, đi. Tự xưng mình là động vật cao quý, nhưng lại lấn chiếm, phá hoại và giết chóc. Đã tới lúc bọn loài người đó đáng phải chịu sự trừng phạt từ ta. Dạ buổi tối, đại quý. Trung sĩ Sô, tới rồi hả? Dạ, đại quý. Được rồi, về nhà trung sĩ đưa nghi phạm đi tạm giam. Dạ, đại quý. Nè, đứng lên. Để đi, nhanh lên, bỏ lên đi. Nhanh lên. Trung sĩ, nhẹ tay thôi, đừng để chứng cứ bị tổn thương. Rồi, từ từ thôi. Được rồi, đi đi. Những thứ này được tìm thấy từ đâu vậy? Có ai đứng đằng sau không hả đại quý? Anh trả lời cho chúng tôi biết đi. Là gì? Trước tiên tôi xin phép lấy lời khai từ nghi phạm trước đã. Còn chi tiết phó giám đốc sẽ là người thông báo. Bây giờ tôi xin phép đi làm nhiệm vụ của tôi. Tôi phải mau chóng thả những động vật này ra trước, để chúng không bị đau đớn thêm nữa. Cho nên
lũ con người độc ác, ức hiếp động vật yếu thế hơn, kiếm ăn bằng máu, bằng sinh mạng từ động vật mà bọn chúng coi là động vật hạ đẳng. Bọn chúng tự tìm con đường chết. Nữ thần, hãy để cho chúng tôi xử lý bọn chúng, không cần người phải ra tay đâu. Chỉ răng đe, đừng ra tay tới mức chết khốn sa khi. Morakot, ngươi muốn để cho bọn chúng giết bọn mình mãi mãi không dứt như vậy sao? Ta chỉ không muốn tạo thêm nghiệp chứng tội lỗi nữa. Mọi sinh vật đều muốn sống và sợ chết như nhau, không kẻ nào có quyền tước đi mạng sống của động vật rừng để bán, để kiếm sống. Giết chúng! Dạ nữ hoàng. Thưa trời, khói gì vậy? Mày đi coi coi. Gọi em đến có tin tức gì cần làm sao? Richard tới rất đúng lúc. Có nguồn tin báo rằng có 3 nghi phạm chết trong phòng tạm giam đó. Tình trạng giống như các nạn nhân chết trong hang rắn thần, không khác chút nào. Hang rắn thần? Em tới đưa tin trực tiếp đi, để anh gọi báo động cảnh sát. Dạ được, anh Bob đợi xem tin nóng đi. Rất tốt. Em xin phép đi trước đây. Mũi cô cũng thính quá hả? Tin lớn như thế này, nếu không biết thì không cần làm công việc này nữa. Thế nào rồi đại quý? Sao lại để có người chết trong đồn cảnh sát vậy? Đã xảy ra chuyện gì hả? Tôi chưa sẵn sàng để trả lời báo chí đâu. Anh cũng phải có những giả định chứ. Những người đó tại sao lại chết? Bị bắn, bị giết vì sợ phản bội. Hình ảnh trích từ camera an ninh có khi sẽ giúp được gì đó. Nè cô à, tôi không có ngồi một chỗ để đưa ra giả định dớ dẫn đâu. Chuyện gì xảy ra cũng phải có chứng cứ rõ ràng, vì vậy mới trả lời được chứ. Đi làm việc đi. Nè đợi đã. Thì tôi muốn lấy hình ảnh từ camera an ninh. Cô
cung được. Tôi biết là cô đang rất muốn có được tin, nhưng mà cảnh sát họ đang làm việc, và cô làm ơn tôn trọng nhiệm vụ của người khác đi, cô hiểu chưa? Cũng tốt. Tôi cũng có nhiệm vụ truyền tải tin tức tới cho người dân biết, cho nên anh cũng nên làm ơn tôn trọng nhiệm vụ của tôi. Nè cô à, chờ thêm 30 phút nữa cũng không khiến cô bỏ lỡ mất tin tức đâu. Không năn nỉ nữa. Chào buổi sáng phó giám đốc. Không biết là có thông tin gì có thể cung cấp trước cho chúng tôi có được không? Cô cứ bình tĩnh, đây là một vụ án vô cùng nhạy cảm, chờ tôi thu thập đủ nhân chứng và chứng cứ đã. Vào đêm khuya của ngày hôm qua đã xảy ra việc rất sửng sốt. Những nghi phạm bị cảnh sát bắt trên đường vận chuyển động vật hoang dã giao cho khách bị giết một cách dã man tại phòng tạm giam. Tình trạng của ba người chết, theo như nguồn tin của chúng tôi, giống như bị bẻ gãy hết xương. Có người bị cắn bằng răng nanh của loài bò sát khổng lồ. Tình trạng của các thi thể này khá giống với những thi thể được tìm thấy tại hang rắn thần. Liệu có khi nào những vụ việc này có liên quan với nhau hay không? Đó là nữ thần rắn làm. Đúng vậy, anh nghĩ chắc chắn chuyện này là do nữ thần rắn ra tay đó. Anh vẫn nhớ. Mình nên làm gì đây anh? Nữ thần rắn đã tìm tới gần chỗ mình lắm rồi. Vậy nghĩa là hiện giờ nữ thần rắn đã đi theo mình tới Bangkok luôn rồi hả? Rốt cuộc nữ thần rắn muốn gì vậy? Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại muốn em trở thành rắn để hầu hạ cho người chứ anh? Ở kiếp trước đã xảy ra chuyện gì vậy chứ? Sao nữ thần rắn lại tức giận và thù ghét em đến vậy hả? Ai vậy? Bởi vì đã có lòng muốn giúp tôi. Nhưng mà đây không phải là chuyện của anh mà. Đây là nghiệp của tôi. Ai cũng không giúp được tôi đâu. Nhưng cô là người con gái mà tôi thường mơ thấy. Gần đây tôi luôn mơ thấy cùng một giấc mơ, và cô chính là nàng vũ công đó, người xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Và hai ta đã gặp nhau.
tôi nhặt trong buổi lễ. Ma Liên Quân, ta thực sự muốn biết, nếu chàng ta biết, ngươi cũng đang dần dần trở thành loài động vật như ta. Chi Giao Quân vẫn sẽ một lòng yêu ngươi không? Là ai vậy chứ?